Thưa sư, vì sao ngày nay con người đưa ra quá nhiều ý kiến, quan điểm, định nghĩa nhiều khía cạnh cho một vấn đề, đưa ra lời khuyên cho nhau, nhưng trải nghiệm và cuộc sống của mỗi người thì hoàn toàn khác nhau? Như làm sao để bản thân tốt hơn, làm sao để yêu bản thân hơn, làm sao để nâng cao tần số rung động, vân vân. Và những vấn đề bàn luận khác, vậy mình có nên bỏ thời gian ra để xem những cái đó không? Và ngoài Pháp ra thì còn cái nào trong cuộc sống mình nên xem, nên tìm hiểu và đáng để học hỏi? Cảm ơn sư. Xin thưa với quý vị là những vấn đề mà quý vị nói không phải chỉ có thời nay mới có mà thời xưa cũng có. Chẳng qua là nó khác nhau thôi. Chứ còn cái sự mà nhiều chuyện của chúng sanh là không thay đổi. Thật sự là mình không cần phải bỏ thời gian để xem những cái đó. Sư đã từng thử nghe và tìm hiểu một số cái gọi là triết học. Để xem coi là một số cái quan điểm triết học của nhiều người như thế nào. Nhưng mà thật sự mà nói, sau khi đã sư tạm gọi nha, là nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu triết học Phật giáo, tạm sư tạm dùng từ như vậy, triết học Phật giáo, thì sư không tài nào đủ kiên nhẫn để lắng nghe những quan điểm triết học khác nữa. Nó giống như là mình ăn đồ ăn ngon quá rồi, cái tự nhiên mình ăn những thứ khác nó không quen. Đơn giản vậy thôi. Thành ra là bản thân sư thì cũng có khi có ý là thử xem những quan điểm triết học khác như thế nào. Nhưng mà rồi sư không đủ kiên nhẫn để nghe, rồi sư bỏ và sư thấy là nó mất thời gian. Thay vì như vậy á, mình dành thời gian để mình nghiên cứu chánh pháp nó còn hay hơn. Còn quý vị hỏi là có cái gì mà mình nên xem, nên tìm hiểu và đáng học hỏi hay không? Thì xin thưa là hiện tại cái mà sư nghe những khi không có nghiên cứu Phật Pháp á, biết là gì không? Bác sĩ giải đáp về sức khỏe. Tức là sư nghe ông bác sĩ có lời khuyên về sức khỏe, ăn uống như thế nào, tập thể dục ra làm sao, sinh hoạt như thế nào, rồi cơ thể mình có những vấn đề gì thì ông bác sĩ ổng phân tích. Thì với sư thì cái đó nó nghe đó nó còn có ích, chứ còn mà nghe những thứ khác nói thiệt là nghe nó chỉ tốn thời gian thôi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.